Chào anh em nhé. Thì ngày hôm nay test mấy con, con LA850 này, với một con vang Q8 này, với một bộ mic là một bộ mic U705, test cho ba bác luôn anh em nhé. Ba bác lấy combo này. Bác đầu tiên thì bác Sơn Minh Vũ, anh ở Thanh Trì, Hà Nội anh em nhé. Đó, thì anh lấy cái con U705 này. Và bây giờ em sẽ bóc ra em test luôn cho anh em nhé. Và tiếp tục là anh Phan Xuân Trường. Anh Phan Xuân Trường, anh ở Hà Nam thì anh gửi bến xe Giáp Bát 206. Một bác nữa lấy thì bác ở Tam Trinh, anh ở Tam Trinh, anh lấy con vang Q8. Thì với combo này thì em ghép thành một combo luôn anh em nhé. Đấy, với ba thiết bị này thành một combo luôn rồi. Thì con LA850 giá hiện tại đang là 5 triệu anh em nhé. Đó, con này giá đang là 5 triệu, con này nội thất thì anh em xem quá nhiều rồi. Công suất của nó có mỗi kênh có thể đánh được một cặp bát 30. Đó, cặp một cặp bát 30 anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ ghép với một cặp 40 luôn. Đó, một cặp 40 với một cặp 30. Tí nữa sẽ đấu thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Đó, và đây là vang cơ Q8, con này có eco revert luôn anh em nhé, có revert đây. Đó, rất là chất, có Bluetooth cổng quang. Đó, và con U705, con này thì mic anh em có thể thấy là rất là chất luôn anh em nhé. Bộ mic này thì cực kỳ là chất luôn. Đó. Giá của bộ mic này là 2.400.000 đồng. Đó. Con vang Q8 giá 2.4 anh em nhé. Rất là chất, đấy, anh em có thể nhìn thấy ạ. Rất là chất đúng không ạ? Đó. Thì với combo này thì chơi thì quá ngon luôn anh em nhé. Giá bình dân 5 triệu này, cộng với 4.8 là 9.8 anh em nhé. Combo này là 9.800.000 đồng. Và sẽ ghép nối với ra loa. Và sẽ ghép nối với một cặp 40 và một cặp 30 anh em nhé. Đấy, linh kia. Đấy, anh em có thể thấy linh với một chiếc loa trên. Một bát 40, một bát 30 chơi ngon lành luôn. Đó. Thì ok, Tuấn có thể bật lên test đi. Đó. Và anh em cùng tham khảo anh em nhé. Với combo này thì chơi thì bao ok luôn anh em nhé. Bao ok luôn. À, chơi một cặp bát 40, một cặp bát 30. Một bát 40, một 30 kia. Và anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái chất âm của nó anh em nhé. Thì tất cả đang để ở mức cân bằng anh em nhé. Anh em có thể nhìn đấy, đang để ở mức cân bằng hết. Đồng bộ lợi ích acoustic anh em nhé. Đồng bộ luôn. Rồi bên em sẽ thử tiếng mic cho anh em cùng tham khảo. Đây. Đây anh em cùng Quân có thể là đi. Chưa cắm dây đúng không? Chưa cắm dây từ mic xuống này. Đấy. Tháo luôn cái dây rồi, ok. Tháo luôn dây đấy. Chưa cắm từ mic xuống cứ alo. Không biết alo tới đâu nữa. Đấy. Thì cái này bây giờ mới được này. D 1 2 5 6 7 D 1 2 3 5 6 7 D 1 2. Lấy thử cái mic nữa đi em. Quá là ok luôn. 1 2 5 6. Cái này là chưa lắp anten anh em nhé. Chưa lắp anten. Tuấn có thể lắp cho anh cái anten vào cái. Chưa lắp anten mà rất là ok anh em nhé. Ok luôn. Ngon, quá ngon luôn.
Tiếng mic rất dày anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Đấy, tiếp bên kia đi em. Cảm biến gia tốc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, thử án luôn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, thử cái gia tốc cái này nữa này. Đó. Anh em thấy chưa? Gia tốc rất nhạy anh em nhé. Nhiều anh em test cái mic này đấy. Nhiều anh em cứ thế này phang xuống thì làm gì còn anh em. Như nó phải như thế này này. Đây mới là cảm biến gia tốc này. Đấy anh em nhé. Đấy, đây này. Ok chưa? Thấy chưa? Ok chưa, làm gì có tiếng động. Quân thử alo cái nữa. 1, 2, 5, 6. Vớt xuống đây. Đấy, làm gì có động gì ra loa đâu. Đấy chưa? Thế mới là gia tốc. Còn đúng anh em cứ thế này thì có ngày nó sẽ hỏng cái đầu này thôi anh em nhé. Đó, thì anh em có thể thấy cái con vang kia tiếng nó cũng rất là 6789. Đó, anh em thấy chưa? 1 2 5 6 7. Đó, ok chưa? Đó, với cấu hình này thì anh em chơi ngon rồi, 9,8 triệu anh em nhé. Chơi mẫu một đôi bát 40, một đôi bát 30 ngon lành luôn. Thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Rồi ok, em sẽ đóng gói và chuyển ngay cho ba bác đây. Cảm ơn tất cả các bác cùng đã tham khảo video anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc. Rồi chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau các bác nhé.